Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay sẽ là một tin rất vui cho các fan của BMW. Chủ tịch Trường Hải ông Trần Bá Dương cho biết BMW sẽ là thương hiệu xe con tiếp theo mà tập đoàn sẽ lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có thời gian cụ thể chính thức. Phát biểu tại hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ tổ chức tuần trước, Chủ tịch Trường Hải cho biết ở mảng xe con, lộ trình của hãng sẽ đi từ lắp ráp xe phổ thông như Kia, Mazda, tiến tới xe nhập khẩu châu Âu tiệm cận hãng sang như Peugeot và sắp tới sẽ là BMW. Đại diện của hãng cho biết kế hoạch hiện nay vẫn chưa có gì cụ thể về thời điểm, cách thức cũng như sản phẩm được lắp ráp. Để đạt thỏa thuận lắp ráp với một hãng xe, các nhà phân phối cần đảm bảo những yếu tố như đầu tư dây chuyền, năng lực tài chính và quan trọng là dung lượng thị trường. Trường Hải chính thức nắm quyền phân phối thương hiệu xe sang đến từ Đức từ tháng 1 năm 2018, sau khi nhà phân phối cũ là EuroAuto bị cắt quyền vì sử dụng giấy tờ giả để nhập khẩu xe. Đầu năm, hãng xe của ông Dương cho biết kế hoạch tới đầu năm 2019 sẽ mở 15 showroom của các thương hiệu BMW Mini trên cả nước. Hiện nay, đến hết năm 2018, hãng mới chỉ có 3 showroom sử dụng lại của EuroAuto, một BMW tại Hà Nội, một BMW và một Mini tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường Hải cũng không tiết lộ về doanh số bán BMW. Theo nguồn tin, nửa năm 2018 bán gần 400 xe, lượng hàng về nước cũng không nhiều. Sản phẩm mới nhất của hãng là chiếc BMW X2. Sang năm tới, chiếc BMW X3 mới sẽ được về nước. Dưới thời của EuroAuto, doanh số đỉnh điểm tại thị trường Việt vào khoảng 1.800 xe với 1.400 xe BMW và 400 xe Mini. BMW từng được lắp ráp tại Việt Nam từ năm 1994 tại nhà máy ô tô Hòa Bình VMC ở Triều Khúc, Hà Nội. Các mẫu xe được lắp như 525i, 328i, 328i, 325i. Sản lượng nhà máy khoảng 100 đến 150 xe trên tháng. Kinh doanh không hiệu quả khiến nhà máy ngừng sản xuất từ năm 2005. VMC mất khoảng 2 năm là năm 2005 và năm 2007 để bán nốt lượng xe còn lại. Hiện Mercedes vẫn là hãng xe sang duy nhất lắp ráp tại Việt Nam, chiếm đỉnh bảng doanh số bỏ xa các đối thủ. Nếu BMW có thể lắp ráp, giảm giá bán sẽ trở thành đối trọng lớn đối với đối thủ đồng hương. Cũng trong hội nghị, ông Dương còn cho biết ở mảng xe buýt sẽ ký kết với các thương hiệu nổi tiếng châu Âu để lắp ráp và xuất sang ASEAN, hưởng thuế 0%, theo báo điện tử VnExpress.net.